chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tổng hợp. Kính chúc quý vị sẽ có một ngày tốt lành. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất chúng tôi tổng hợp trong ngày. Bộ Y tế cảnh báo 14 loại Shizuho khiến hàng trăm trẻ em thế giới tử vong. Truy thăng cấp bậc hàm trung tá cho thiếu tá cảnh sát giao thông bị tông tử vong. Vỉa hè Hà Nội bị xẻ thịt ngầm thành showroom ô tô ngoài trời. Bộ Y tế cảnh báo 14 loại Shizuho khiến hàng trăm trẻ em thế giới tử vong. Thưa quý vị, Bộ Y tế khuyến cáo không sử dụng 14 loại Shizuho là nguyên nhân khiến hàng trăm trẻ ở một số nước tử vong. Cụ thể, ngày 24 tháng 4, Bộ Y tế đã phát đi cảnh báo sau khi nhận được công điện từ Interpol, Cảnh sát hình sự quốc tế về việc hàng trăm trẻ em tử vong hoặc tổn thương thận cấp tính do sử dụng 14 sản phẩm Shizuho bị cấm ở một số quốc gia. Các sản phẩm này được sản xuất tại Ấn Độ và Indonesia, chứa diethylene, có thể dẫn đến tổn thương sức khỏe nghiêm trọng hoặc tử vong cho người sử dụng. Trong 14 loại siro, 4 sản phẩm phát hiện tại châu Phi và ảnh hưởng đến trẻ em Gambia, bao gồm Promethanis Oral Solution, Cofepmalin Baby Cold Syrup, Markov Baby Syrup, Macrib & Co Syrup đều do công ty Maiden Pharmaceutical Limited Ấn Độ sản xuất. Khu vực Đông Nam Á phát hiện 8 loại ảnh hưởng đến trẻ em Indonesia. 8 loại như sau: Terogex Syrup, Fluorine DMP Syrup, Unibaby Cold Syrup, Unibaby Diamond Paracetamol Drops, Unibaby Diamond Paracetamol Syrup, Paracetamol Drops, Paracetamol Syrup, Vicop Syrup. Thuốc do 4 nhà sản xuất bao gồm BT Conimex, BT Zanjido, Pharma Tama, BT Universal, Pharma Serito Industry, BT AFI Pharma. Hai loại siro được phát hiện tại Trung Á gây tổn thương trẻ em của Uzbekistan bao gồm Ambronol Syrup và JOK One Max Syrup đều do công ty Marion Biotech sản xuất. Theo giả soát của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, 14 sản phẩm trên chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam và cũng chưa được cấp giấy phép nhập khẩu vào Việt Nam. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Bộ Y tế đề nghị ngành y tế các địa phương khẩn trương phổ biến, thông báo cho các cơ sở y tế, cơ sở dược trên địa bàn, các khoa phòng tại đơn vị biết về các thông tin cảnh báo đối với 14 sản phẩm Shizuho nêu trên, để khuyến cáo về tác hại nghiêm trọng nếu sử dụng sản phẩm và nghiêm cấm sử dụng. Trước đó, tháng 10 năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã thông báo hàng chục trẻ nhỏ ở Gambia, một quốc gia ở Tây Phi tử vong do tổn thương thận cấp tính. Sự cố này có thể liên quan đến siro trị ho cảm bị nhiễm độc do một nhà sản xuất thuốc của Ấn Độ sản xuất. Kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm phát hiện lượng diethylene glycol và ethylene glycol ở mức không thể chấp nhận được. Những chất này rất độc hại và có thể gây tử vong hoặc khiến người dùng gặp phải các tác dụng phụ như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, đau đầu, có thể gây độc và dẫn đến tổn thương thận cấp tính. WHO kêu gọi các nước sản xuất và cấm lưu hành những sản phẩm này để không gây tổn hại thêm cho các bệnh nhân. Truy thăng cấp bậc hàm trung tá cho thiếu tá cảnh sát giao thông bị tông tử vong. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc mong rằng gia đình sớm vượt qua nỗi đau và tập trung lo chu toàn tang lễ cho trung tá cảnh sát giao thông hy sinh khi đang tham gia bắt tội phạm trong chuyên án ma túy lớn. Chiều 23 tháng 4, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác đã đến viếng thiếu tá Nguyễn Xuân Hảo, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Hòa, người đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bắt giữ tội phạm ma túy. Tại đây, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc truy thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với ông Nguyễn Xuân Hảo, đồng thời trao số tiền 100 triệu đồng trích ra từ Quỹ Nghĩa tình Đồng đội Công an Nhân dân cho người thân của trung tá Hảo. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác thắp hương dành phút mặc niệm bày tỏ tiếc thương trước sự hy sinh trong đấu tranh với tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự, sự bình yên địa bàn của trung tá Nguyễn Xuân Hảo, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên gia đình nén đau thương, sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống. Trao đổi với gia đình, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ, Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an vô cùng thương tiếc đồng chí trung tá Nguyễn Xuân Hảo.
đồng chí Hào là một người cán bộ tham gia trong chuyên án ma túy lớn mà Công an tỉnh Long An triệt phá. Cùng đồng đội tham gia đấu tranh trong chuyên án, Trung tá Hào đã tích cực phối hợp với đơn vị nghiệp vụ, trực tiếp tham gia ngăn chặn các đối tượng phạm tội ma túy nguy hiểm và hy sinh. Sự hy sinh của Trung tá Hào đã để lại sự mất mát cho gia đình nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung. Đảng bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an ghi nhận sự hy sinh dũng cảm của đồng chí và những đóng góp trong sự nghiệp phát triển an ninh Tổ quốc. Trước mất mát lớn lao này, mong rằng gia đình sẽ sớm vượt qua nỗi đau và tập trung lo chu toàn tang lễ cho Trung tá Hảo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ. Vỉa hè Hà Nội bị xẻ thịt ngầm thành showroom ô tô ngoài trời. Thưa quý vị, sau nhiều ngày ra quân, thực tế các lực lượng chức năng vẫn chưa thể đòi lại toàn bộ vỉa hè cho người đi bộ khi các tuyến phố tại Hà Nội vẫn đang bị xẻ thịt ngầm để kinh doanh, trở thành showroom ô tô ngoài trời. Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều tuyến phố tập trung các tòa nhà văn phòng cho thuê ở Hà Nội đang trong tình trạng quá tải phương tiện và thiếu bãi đỗ xe trầm trọng. Gần như là toàn bộ vỉa hè lòng đường trên các tuyến phố này đều đang bị xâm chiếm từ mặt phố đến trong ngõ và chưa có giải pháp để xử lý dứt điểm. Là nơi tập trung nhiều tòa nhà văn phòng dày đặc, tuyến phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội ngày càng co hẹp diện tích khi hàng loạt phương tiện ô tô ngang nhiên xếp thành hàng 2 hàng 3, nuốt trọn vỉa hè và tràn xuống lòng đường. Đáng chú ý, nhiều điểm khai thác chỗ đỗ xe này gần đây còn thổi giá từ 20.000 đồng lên 50.000 đồng một xe một buổi, nhưng nhiều người vẫn phải chấp nhận vì hầu hết hầm gửi xe tại tòa nhà, chung cư đều đã quá tải. Chỉ cách đó khoảng 200m, tại ngõ 78 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, một số tòa nhà văn phòng công ty còn treo biển trên vỉa hè để phân chia chủ quyền nơi dừng đỗ ô tô. Dù hầm tòa nhà quá tải và phải đỗ xe tràn lan ra vỉa hè, thế nhưng ông KT, người trông coi xe trên phố Duy Tân, sẵn sàng nhận trông xe nếu khách hàng có nhu cầu. Nếu gửi xe ô tô từ 4 đến 7 chỗ ngồi thì mức phí sẽ dao động hơn 1 triệu đồng. Người gửi cần xuất hóa đơn thì mức phí sẽ rơi vào khoảng 1,2 triệu đồng một tháng, ông KT nói. Tương tự trên tuyến phố Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, nhiều vỉa hè cũng đang bị lấn chiếm sử dụng làm nơi đỗ xe. Ông Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1960, sinh sống trên đường Lê Văn Lương chia sẻ, vỉa hè đã trở thành nơi đỗ xe nên người dân sinh sống tại đây phải chấp nhận đi bộ xuống lòng đường rất nguy hiểm. Theo ông Hòa, cả tuyến đường dài dày đặc phương tiện giao thông dừng đỗ tràn lan đã tạo nên hình ảnh lộn xộn, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Nhiều tòa nhà văn phòng chung cư tại thành phố Hà Nội gần đây phải tận dụng vỉa hè lòng đường để làm bãi đỗ xe. Điều này không chỉ gây ra tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn giao thông mà còn khiến bộ mặt đô thị lộn xộn nhếch nhác. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông, nguyên giám đốc nhà xuất bản Giao thông Vận tải nhận định, nguồn lợi từ hoạt động kinh tế trên vỉa hè rất lớn. Lý giải nguyên nhân vì sao chiến dịch dành vỉa hè cho người đi bộ chưa hiệu quả, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy nhận định, các đợt kiểm tra giám sát chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn giống như việc bắt cóc bỏ dĩa. Đuổi chỗ này thì họ sang chỗ khác. Muốn dẹp được nạn xâm lấn vỉa hè, chuyên gia nhấn mạnh cần phải có sự vào cuộc, thống nhất từ trên xuống dưới. Thực hiện kiên trì liên tục chứ không phải ra quân vài đợt rồi bỏ. Cơ quan chức năng cũng cần tính toán các phương án xây dựng bãi trông giữ xe phù hợp thay vì chỉ biết đuổi.